Alo, chú Hùng nghe nè Khôi. Chú cho em chưa thấy chưa? Chưa Hùng ơi, Khôi đang bị thường. Bị gì? Con Khôi bị sao? Thấy trong người sao rồi? Trong người còn yếu quá. Yếu hả? Hôm qua có ăn uống đầy đủ không? Không quá. Có hả? Hôm qua ăn gì? Ăn cháo hả? Rồi giấc chiều có ăn không? Chiều có. Chiều ăn cơm hay ăn ăn gì? Chiều ăn cháo. Chiều ăn cháo luôn hả? Rồi giờ thấy trong người đang mệt hả? Rồi để chú Hồng kêu chú Tăng chạy lên coi con sao nha. Tại vì tại chú Hùng đang ở trong bệnh viện rồi, chú Hùng chưa về được. Chú Hùng coi vợ chú Hùng với con chú Hùng á, mai mới xuất viện. Dạ dạ. Rồi để chú Hùng điện cho chú Tăng lên coi con sao hen. Dạ rồi, chào mừng quý cô chú anh chị đang xem video mới nhất trên kênh Hùng Cao TV á. Thì sáng nay em nghe Hùng gọi là coi bệnh sốt gì đó cô chú anh chị. Thì em tranh thủ chạy lại mua cơm cho Khôi á, vì hiện tại thì Hùng Cao đang nuôi vợ trên bệnh viện của chú anh chị, không có đến thăm hỏi xem tình hình của Khôi như thế nào được, thì có gọi cho em thì em cũng đã chạy đi mua phần cơm và để giờ vào xem để Khôi bệnh sốt như thế nào để em chạy đi mua thuốc ha. Đó thì em sáng em nghe tin Khôi bệnh thì em cũng đã chạy đi mua phần cơm cho Khôi cô chú anh chị. Thì hồi em sẽ Khôi ăn cơm xong thì em sẽ chở Khôi đi ra chỗ tiệm thuốc để xem mua thuốc cho Khôi uống luôn cô chú anh chị. Sẵn tiện đây em sẽ quay cập nhật ngôi nhà của Khôi cũng như là cuộc sống hàng ngày của Khôi như thế nào. Hiện tại giờ Khôi sống một mình. Sao rồi Khôi, khỏe chưa Khôi? Chưa khỏe nè, bệnh sốt à. Rồi ăn cơm xong đi rồi chú chở đi ra tiệm thuốc thì nói với người ta ha, rồi người ta lấy thuốc cho uống. Rồi con bỏ vô cái bọc này luôn nè, rồi mình bỏ gác. Chú Hùng đang nuôi cô Thi ở trên bệnh viện á, không có đi lại đây được. Cơm nè, đỡ vô. Nước mắm ở chừng mặn ấy à, đổ ít ít thôi. Nhà thơm thế. Coi ở nhà một mình thì cũng rất là sạch sẽ chứ anh chị. Quét dọn nè ha. Đây là gian bếp. Ủa nó xếp vô luôn hả? rồi để cho nó đi, không cần bỏ gác. Mẹ con có ai Khôi? Của người ta hả? Đây đây có mấy con mèo. Mèo nhà người ta lại ở à? Rồi coi có cho nó ăn không? Có. Nhưng mình ăn á, mình cho nó ăn chút ha, đồ ăn rồi cho nó ăn. Thì coi ở một mình cô chú anh chị thì
Em với Hùng Cao cũng thường xuyên tới lui với Khôi cho đỡ buồn á. Nhiều khi Khôi ở nhà thì em với Hùng Cao đi quay hoàn cảnh rồi này kia đi, cũng rủ Khôi đi theo để cho phay phả. Để ở nhà một mình cứ đi vô đi ra rồi cũng buồn của chứ anh chị. Khôi thì lại ít nói nữa, cũng còn rất là khờ, rất là thật thà luôn. Ừ, có con mèo à. Cũng mới người ta lắm. Ừ. Nó vô nhà Khôi. Đúng rồi. Khôi cho nó ăn rồi biết nó thích vô nhà Khôi. Rồi còn gạo nấu cơm vậy không Khôi? Còn ha. À, cũng còn nhiều chứ. Thì nhà lăng bê màu này rất là sáng, rất là mát của chứ gì. Đợi Khôi ăn xong thì em cũng sẽ chở Khôi đi mua thuốc uống. Xong có thể lên chú Hùng với cô Thi không Khôi? Lên thăm cô Thi chút ha. Nói chuyện. Ngồi xe được không đó chú chở? Được ha. Thì sáng con chú cũng nghe chú Hùng gọi. Chú không biết coi muốn ăn cái gì nữa, chạy đi mua cơm đã. Cơm ăn ngon không? Được không? Được ha. Biết sao coi hay bệnh không? Tại coi nằm máy lạnh á. Cái coi đi ra ngoài cái nắng. Nắng này nè cô chú anh chị. Tại vì ở miền Tây hiện tại bây giờ nắng rất là dữ luôn cô chú anh chị. Hạn luôn á, hạn nặng luôn. Cho nên Khôi ở trong nhà rồi Khôi không có đi ra ngoài của chính vị, ít đi á. Cho nên ít có sức tiếp xúc với ánh nắng. Đề kháng cũng yếu nữa. Cho nên hễ Khôi mà đi ra ngoài 1-2 ngày là bắt đầu Khôi sẽ dễ cảm sốt. Giống như là sức đề kháng yếu. Còn mà đi ra ngoài thường xuyên thì nó sẽ quen dần, thích nghi với môi trường của chú anh chị, nó sẽ ít có bệnh hơn. Cho nên em với Hùng là hãy có đi đâu hay là những hoạt động nào đó thì sẽ rủ Khôi đi theo để cho Khôi thích nghi với môi trường cũng như là lanh lợi hơn, tiếp xúc với mọi người được nhiều hơn. Để Khôi ở nhà một mình hoài thấy thật thương Khôi, ít nói là lại ít có tiếp xúc với mọi người nữa. Hỏi gì nói đó, còn không hỏi là Khôi cứ nín thinh gì hoài của chú anh chị. Nói chung là ít nói. Thì Khôi cũng đã ăn xong rồi của chú anh chị. Bây giờ cho Khôi rửa chén. Đợi Khôi rửa chén xong thì em sẽ chở Khôi đi mua thuốc. Và sẵn tiện lên Hùng Cao và vợ Hùng Cao để sẵn thăm hỏi, nói chuyện rồi luôn hết cô chú anh chị. Thì Khôi cứ lủi thủi ở nhà một mình vậy đó cô chú anh chị, cứ tự ăn, tự giặt, tự rửa đó. Rồi ha, mình chuẩn bị đi ha. Bây giờ mặc áo khoác rồi khẩu trang đưa vô kỹ càng đây rồi mình đi. Mặc áo khoác rồi đội nón rồi vô. Để trời này rất là nắng luôn.
Hôm nay bác Khôi lên thăm con Hùng Cao luôn quý chú anh chị. Đẩy vô con. Đó. Biết tiến bộ rồi, biết đến thăm Hùng Cao nữa. Rồi cái con Hùng Cao. Em bé đâu Khôi? Em bé đâu? Em bé nè. Đó. Này con Hùng Cao luôn quý chú anh chị. Bữa nay nó được 2 ngày rồi. Thôi sao rồi? Sao rồi? Tiếp mà. Rồi chú Tăng có mua thuốc chưa? Ổn chưa? Ổn. Uống chưa? Uống rồi luôn rồi. À, thì giờ nãy Khôi có lên chỗ vợ con Cao thăm rồi đúng không chị? Thì giờ Cao dẫn Khôi xuống uống cà phê cũng như hỏi thăm sức khỏe Khôi ha. Thì giờ cũng buổi trưa nè. Thì tầm khoảng ngày mai nữa Hùng Cao vợ Hùng Cao có xuất viện luôn với anh chị. Thì Hùng Cao sẽ về nhà sắp xếp mọi chuẩn bị xong thì Hùng Cao sẽ đi kiếm những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn để mà ghi hình gửi đến với ông bậc chú được xem nha. Thì giờ Hùng Cao cũng hơi bị đuối rồi, có khoảng một tuần nay ngủ được chút cái thức để pha sữa cho em bé quý chú chị. Giờ coi ổn không? Thì ngày mai chú Hùng về khỏi lo ha. Ngày mai cái việc sáng chạy xuống ngày mai trưa chiều mới về tới nhà. Đó thì chừng nào sáng mốt á rồi hãy chạy xuống chú Hùng bắt đầu đi quay ha. Đó thì giờ Hùng Cao cũng xin tạm thời khép video nha. Cũng xin chúc quý chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào quý chú anh chị.